cộng đồng mạng xót xa trước hình ảnh trẻ em vùng cao run rẩy trong thời tiết lạnh, thế mới thấy chúng ta đã may mắn đến thế nào. Bố mẹ mặc cho quần áo đây, còn cô còn cho thêm áo len rồi đấy ạ. Có thay cho con cái quần rồi ạ. Hình ảnh những em bé vùng cao trong thời điểm rét mướt đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xót xa, dù đã được các cô sấy cũng như sưởi ấm nhưng vẫn không ngừng run lên vì lạnh. Không những thế mà có bé dù được cô giáo cho áo mặc nhưng vẫn không khá hơn là mấy. Điều này đã khiến nhiều người không thể cầm lòng được, có bé còn phải khiến người xem cảm thấy tiếc nuối vì da trắng mắt to cứ xinh như búp bê nhưng lại phải chịu cảnh thiếu thốn như thế. Không ít người nhìn thấy những video các bé lạnh như thế mới cảm thấy mình đã may mắn đến thế nào khi mà được sống trong điều kiện đầy đủ. Mà đã thế đôi khi còn chê lên chê xuống vì những mẫu áo mà mình không thích nữa. Bên dưới phần bình luận cũng có rất nhiều mạnh thường quân mong muốn được giúp đỡ các bé. Thay vì tiền bạc cũng có người cảm thấy nên tặng quần áo cũng như những vật dụng sử dụng được ngay và có tác dụng sẽ hữu ích hơn cho các bé.